Chào mọi người, hôm nay mình tối nay mình rất là rảnh nên là mình làm món kem bơ cho hai cậu con trai của mình. Sẽ làm video để hướng dẫn mọi người cách làm kem bơ nhé. Cũng giống như các cái cách khác mà bạn đã từng xem ở trên mạng thôi. Tuy nhiên là kem bơ này mình làm cho con trai mình ăn nên là mình hạn chế cái chất ngọt, những cái chất tạo ngọt đấy mà nó không tốt cho sức khỏe. Và mình chủ yếu thiên về các cái chất tạo ngọt tự nhiên, bởi vì là nhà mình không có sử dụng đường, sữa đặc các loại, là mình rất là hạn chế cái việc đấy. Nên là nguyên liệu của mình hôm nay sẽ bao gồm có bơ mình đã cắt sẵn rồi, một chút nước cốt dừa, nước dừa tươi mình đã cho vào đây, mật ong ạ. Cái này là kem sữa tiệt trùng này thì mình mua ở dưới siêu thị. Đầu tiên là mình cũng không biết mua ở đâu, nhưng mà các bạn có thể xuống dưới Vinmart hoặc là các cái cửa hàng ở dưới siêu thị ấy thì rất là nhiều cái loại kem sữa này khác nhau. Một cái hộp để mình đựng kem các bạn có thể cho vào hộp như thế này, sau khi ăn lúc nào ăn thì mình múc ra, hoặc là mình cho luôn vào các cái que làm kem. Ngoài ra thì sử dụng máy đánh trứng và máy xay sinh tố. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên là mọi người cho bơ vào. Cái lượng bơ này thì mọi người sẽ áng chừng sao cho nó phù hợp nhé, bởi vì là mình làm để ăn dần thôi, ăn không có làm nhiều cùng một lúc đâu. Làm ăn vừa đủ sau lúc nào gần hết ấy, thì mình lại làm tiếp. Bởi vì làm cái này mình làm kem cũng đã có 8 tiếng ở trong ngăn đá thôi, thì mình làm ít một thôi để các con mình ăn được luôn và tươi ngon nhất. Ở đây thì ăn có làm để đánh ở sinh tố cho người lớn nữa nên là ăn nhiều, chứ bình thường thì chỉ làm một quả thôi. Mọi người có thể mix một chút dâu tây nếu muốn nhé, nhưng mà hôm nay thì ăn chỉ làm bơ thôi ạ. Bơ xoài rất là ngon. Đó. Mình sẽ cho từng này bơ thôi. Cái này là để mình đến nhé. Mình có thể cắt nhỏ ra nữa nếu muốn. Đây là nước dừa tươi ạ. Cái này mọi người hay thấy là ở trên mạng ấy, hoặc là bình thường, cái cách làm bình thường là mọi người hay cho sữa đúng không ạ? Sữa thì nếu mọi người muốn cho sữa thì mọi người phải cho sữa hạt được. Và nhà ăn thì ăn thêm nước cốt dừa nó rất là thơm. Một chút nước cốt dừa. Kia là nước dừa tươi nhé. Mình cho mật ong để tạo độ ngọt ạ. Mình không dùng đường, không dùng sữa bò, rất vừa là mình cho mật ong thôi. Mật ong thì nó ngọt dịu hơn là đường và sữa kia. Còn nếu như mà mọi người không muốn cho mật ong ấy mà vẫn muốn sử dụng đường sữa bình thường ấy, thì mọi người có thể là dùng đường nâu nhé. Đường nâu organic. Em cũng mua đường nâu này, mọi người có thể dùng đường nâu này và thêm một chút sữa hạt nữa, rất là ok. Rồi tay nhá, mình sẽ nhuyễn ra. Mọi người có thể thử nhá, lấy một chút ra thử xem là đã vừa chưa. Bởi vì nếu mà nhạt quá thì con cũng không biết đâu. Rất là thơm ạ. Thơm, ngọt lắm. Thơm ngọt. Bởi vì quen tay rồi nên là làm rất là vừa. Cho mọi người khi mà làm chưa quen ấy, mọi người cho một ít ngọt bột thôi. Sau đấy thì nếu mà mình nếm mà nó có chỗ nào mà cần điều chỉnh ấy, cần điều chỉnh sau thì sẽ ok hơn. Đấy. Xay rất là nhanh. Bơ mềm rồi mẹ, nên là xay nhanh ạ. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái kem sữa này. Rồi cắt cái này ra. Sau thì cái máy cái sữa phải đánh lên. Bơm lên nhá.
bơ vào, đánh luôn cũng được. Có thể tự trộn bằng tay nhá, hoặc là đánh bằng máy cũng được. Sau đấy thì mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ múc ra lấy cái dụng cụ múc kem ấy, mình sẽ múc ra đấy, rất là thơm, thơm ngon lắm. Bạn thấy không, cả cái công mà ăn làm từ lúc làm cái lúc xay chắc là nó chưa đến tầm chưa đến 10 phút đúng không ạ? Đấy, và các con đã có một miếng kem rất là ngon đây ạ. Bỏ vào, mẹ ăn bỏ vào tủ lạnh đến sáng mai là hai cậu con trai đã có kem ăn rồi đúng không ạ? Và rất là đảm bảo vì nó không có nhiều đường. Mẹ nhìn thấy rằng là khi mình cho nhiều đường, nhiều sữa vào trong kem ấy thì nó không tốt cho các con đâu ạ, rất dễ bị béo phì và dễ bị các bệnh về chuyển hóa. Nên là mẹ ăn hạn chế sử dụng các loại sạm ngọt như đậu đường, sữa bò, sữa ông nọ mà mẹ rất ít dùng. Chính vì thế mà mẹ sẽ làm cái video liên quan đến việc làm sinh tố, làm kem cho các con vào mùa hè, và hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu mọi người có ý kiến đóng góp gì thì hãy comment ở dưới để chúng ta cùng bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.